đây cái lên này. Ừ, nằm lên này ha. Nói chung ra là cô chú anh em thấy cái nền vậy chứ không phải đẹp đâu cô chú anh em, nó sập rồi. Rồi nói chung ra là nếu mà dựng cái nhà thiết á, tiền chế thì ở cũng bình thường nha. Đó. Hồi trước cái này mình làm nghiêng hay là tiền hay là sao? Cái này hồi trước làm thì mình làm kiểu nó bằng hay sao hay là nó không, làm kiểu gì? Làm vậy đó. Em tại vì làm tới đâu thì hồi trước là cũng như dự định là làm cái này thôi, nhưng mà sau này cũng như muốn làm cái này cho nó sập. Sập cho nên làm cái này. Tất cả các chú anh em nha, thì chắc nãy là Tiến với anh Khang với anh hai chồng anh Tèo đi mua sắt rồi xong cái nhà, thì chắc này Tiến sẽ quay lại nhà của anh Tèo cho tất cả cô chú anh chị em xem nè. Hiện giờ là cái nhà đã dỡ trống như mấy clip trước của Tiến quay đó. Thì bây giờ là cái nền nhà mình tính từ đâu tới đâu anh Khang? Mình tính từ gạch men á. Gạch men đây. Dạ. Rồi. Từ gạch men này cho tới hết gạch men xong. Là mấy thước? 10 thước. 10 thước. À. Là coi như là chừng nữa là mình làm cái này làm cái kết ở đây đấy ha. Đúng rồi, đây là cái kết, cái hàng ba đó. Hàng ba. À. Rồi cái cột cột cái nằm đây. Cái lên này. Ừ, nằm lên này ha. Nói chung ra là cô chú anh em thấy cái nền vậy chứ không phải đẹp đâu cô chú anh em. Nó sập rồi. Rồi nói chung ra là nếu mà dựng cái nhà thiết á, tiền chế thì ở cũng bình thường nha. Đó. Hồi trước cái này mình làm nghiêng hay là tiền hay là sao? Cái này hồi trước làm thì mình làm kiểu nó bằng hay sao hay là nó không, làm kiểu gì? Làm vậy đó. Em tại vì làm tới đâu thì hồi trước là cũng như dự định là làm cái này thôi, nhưng mà sau này cũng như muốn làm cái này cho nó sập. Sạch. Cho nên làm thêm khúc này nữa. À. Nói vậy đó, mình làm từ đoạn bởi vì gạch nó đủ màu hết, mua giặt. Mà sao mà dầm nó ngộ nè, tại sao bên đây cao mà bên đây lại thấp gì là sao? Cũng như thợ ở vườn mình làm mà cứ ở vườn mình làm là cũng như anh em súng nhau làm mà cứ việc là được xi măng tới đâu rồi làm tới đó vậy đó. Đó cũng như mua 2 bao thì làm đủ trước này, ví dụ ăn sau này làm xong rồi ăn trước này, muốn làm thêm ăn trước phát sinh thêm cái mua 2 bao rồi. Trang chỗ chị đứng nè, em thấy là cái này nó sạc hay là sao? Nó sập á. Nó thấy nó giặt ra nè. Kiểu như mình làm sơ giống như cho nó sạch thôi chứ không phải làm kiên cố. Làm cho nó sạch thì mình vậy là cái nhà này lúc trước là cái nhà ba cây sắt cái nhỏ không hả? Dạ đúng rồi, sắt nhỏ mà bằng tay anh tay. Ừ. Sắt ở chợ đó, rồi cái ví dụ cái nào thiếu thì ra ngoài phế liệu rồi mình mua thêm. Nó có những cái chân nó còn đó. Chân nhà còn đó. Còn cái chỗ này là không có sập. Nhưng mà cái này là cái vách tôn. Vách tôn ha. Vách tôn. Rồi cái thằng này hồi trước làm đây dựng vách tôn nè. Ở đây làm sao nè, bởi vì nó có cái ngắn đây. Nè, vách tôn còn nè. Mình dạp thì sẽ ra rồi. Vách tôn ha. Vách tôn nè. Đây nè, không? Đây là cái trụ nè. Đây là cửa này đi nè. Mình dạp là nhận xét ra rồi. Bây giờ chừng nữa mình làm cái cửa y gan lại nhà cũ hay sao? Tùy theo anh Khang, còn anh thiết kế sao thì mình đã vậy. Thiết kế sao vậy ha? Ông này đúng là ông dễ quá ha. Ông hiền nữa. Bây giờ căn nhà này lần đầu tiên Tiến, hồi đó giờ cắt nhà cũng rất là nhiều, nhưng đây là mình lần đầu tiên mình hợp tác với anh Khang cả nhà. Thì anh Khang cậu Tiến cũng nói rõ luôn nha, anh Khang cũng làm từ thiện, coi như là căn nhà này anh Khang làm công không đó, không có lấy tiền cả nhà. Đó. Thì mới nãy cái số tiền nãy là như Mạnh Tiến cũng nói rõ luôn, Tiến là mang làm việc đâu đó nó rõ ràng lắm. Thì Mạnh Quân có gửi cho Tiến là 38 triệu đồng. Đó. Nhưng mà mới nãy á, là mua sắt chưa tính ba cái lặt vặt nha. Là chỉ nó có 26.200.000. Đó thì Tiến đưa cho anh Khang thêm là 2 triệu. Là tổng cộng là bữa nay xuất ra là 28 triệu là 200 ngàn cả nhà. Đó. Thì để tại sao Tiến đưa 2 triệu đó có khi mà Tiến không ở đây nè, còn mua là que hàng nè, đá cắt nè, rồi bát bọng, nói chung là những, tại vì cô chú anh em biết rồi đó, khi mà các căn nhà mình tính vậy nó còn phát sinh những cái tinh tinh nữa. Nên Tiến thôi cậy đưa cho anh thêm 2 triệu anh mua đồ. Nếu mà thí dụ có dư đi 200-300 gì đó thì cũng ảnh bỏ túi để đổ xăng, tại vì mấy anh em là đi làm thiện nguyện mà đâu có ăn công đâu. Nên thôi cậy nếu có dư 200 thì để cho anh Khang đổ xăng, hoặc là với mấy anh kia có khi uống nước hay là hút thuốc gì đó. Đó. Thì Tiến thí dụ mà cắt căn nhà này xong, tổng số tiền nó như hoàn thành đó, thì Tiến sẽ nói lên cho tất cả cô chú anh biết là tổng số tiền là được bao nhiêu, còn dư bao nhiêu thì Tiến lúc đó là Tiến sẽ đưa
tiền báo cáo với mạnh quân là còn lại bao nhiêu tiền cả nhà, rồi số đó bỏ tiền quỹ hay là tặng cho ai đó thì mạnh quân lúc đó thì sẽ nói cho Tiến hay. Thì Tiến cũng nói luôn số tiền 38 triệu đồng này chỉ có một mạnh thường quân thôi chứ không có ai nữa nha cả nhà đó. Nên cái tên của chị thì Tiến chưa đọc ra đâu, đại hoàn thành căn nhà đi Tiến hãy nói cái tên đó là chị đó đâu và tên gì đó. Thì hôm nay thì Tiến lại quay sơ nha cho tất cả cô chú anh chị em biết nha. Rồi chuyện đó là cái dít cái buồng là mình làm đây hay gì nha. Dạ, thì anh Khang cũng tính làm chỗ nào nữa cũng... cái đúng rồi cái cửa chỉ nằm... chỉ sơ sơ cho khán giả cái cửa mà nằm bên đây á, thì cái cửa buồng vô phải nằm bên đây nó sẽ ra không có đi ngay ra được cái cửa buồng và cửa trước nó sẽ lạch với nhau nó không ngay là coi như là mình làm là làm đi tuần luôn hay sao luôn không nếu mà luôn. Cái cửa còn nếu mà cửa là không được tuần luôn nếu mà đi vô cái mình đụng cái cửa buồng mới sao mình mới sang qua sàn qua bên kia mới sàng. Đi vô cửa buồng được là cái đó là giống như cái phong thủy đó có nghĩa là người ta làm là không bao giờ mà cho từ trước đi chống lỏng nó tuần luôn ha không cho tuần luôn bây giờ quyết định là cái buồng mình nằm trong chỗ với chí cũ đúng không nên là tối hai chồng nằm đây coi đây đây là cái cửa rồi chừng nữa mình làm cái cửa gào là phải bên đây luôn anh Khanh kêu làm cái cửa qua nếu đây. Cái cửa đi nằm bên nào là cửa gào nằm bên đó nếu cửa đi mà nằm bên đây cửa đi mà nằm ở đây thì cửa gào phải buộc nằm bên đây đúng rồi đang đó thuận tiện hơn xe bây, không vô, đi ngay vô luôn nó dễ hơn rồi bây giờ mà mình làm cái cửa buồng bên đây là cái buồng bên đây là mình phải mở cửa gào bên đây không cửa buồng bên đó là cửa đi bên đây gì hả nó sẽ nghịch với cửa buồng cái cửa đi mà với cửa buồng mà nó ngay là không nên nó sẽ nghịch coi như là cái buồng nằm bên đây đúng rồi là mình mở cửa bên đây cửa đi là phải nằm bên đây nó sẽ nghịch lại chứ nó không có cho mà từ trước nó thẳng gần sau nói tôi chưa hiểu luôn đó nói gì mà chưa hiểu nữa đây nè bây giờ nói lại nè tất nhiên là nó là cái buồng nằm bên đây đúng không đúng rồi là cái cửa vô là nằm ở đây đúng rồi đây cửa vô đi vô nè qua đây nó có cái cửa buồng đi vô đây. Đây là mình đi vô là cái cửa đây thì muốn đi ra làm sao phải đi cái buồng lạng qua đây mới cái vô cái được cái buồng cửa buồng đây mới đi ra làm sao chứ không có đi chứ không có đi từ đó mình thẳng ngay sao được rồi cái này là đây mấy cái giường ngủ làm cái cũng như cái phòng vậy đó nó sẽ nghịch là vậy mới được làm cái phòng còn em làm thì bởi vì Tiến mới nãy hỏi á, nói á, là cái cửa buồng nằm đây là tất nhiên anh mở cái cửa đó là đi vô đụng cửa buồng mất đi vòng đây là mất đi mới đi ra sau bếp mới đúng không đây mới đúng chứ đã cái phòng nước buồng nằm đó là đây là cái giường nằm đây rồi cái giường ngủ thường thường là trong này cái này là cái phòng mà phòng ngủ mà cửa buồng đây kinh vô cửa cái cửa buồng cửa buồng rồi nó rõ bởi vì tôi nãy tưởng đó là cái phòng nằm đó bởi vì nãy kia hai chồng là tối là cái phòng nằm ngủ đây là bên đó là cái cửa buồng thôi còn cái phòng là bây giờ mình về bên đây rồi sao bây giờ cái phòng thủy lúc trước là cái phòng nằm bển là không tốt bây giờ cũng đổi lại cho nó tốt bây giờ mình cũng đổi lại tốt rồi sao ông sợ ông thấy bây giờ, theo anh vậy nè là anh thấy anh lặng đặng quá hôm trước giờ anh nằm vị trí bên đó thì anh cũng không phải là thầy bà gì hết á anh chỉ là mình giờ thấy hiện tại thôi bây giờ mình làm đổi lại đi cho anh làm ăn khá lên nó sẽ thay đổi cuộc sống mới chứ giờ lặng nặng hoài lặng ha nặng hoài rồi sao anh thấy sao được không dạ được sao cũng được hết hỏi cái gì cũng sao cũng không thằng ông phải có quyết định ý kiến rồi chứ nói chung rồi thì anh thưa anh Khang nó ảnh sắp xếp sao thì nữa tôi ở về yêu cầu có cái nhà để mà che mưa cho nắng được che mưa cho nắng chứ cho cha mẹ có chỗ mình thờ cúng nó ổn định là mừng rồi thì nói chung ra là cái ngày giỗ của ba mẹ của anh á thì cũng cận kề nên Tiến là vừa nhận tiền xong là bữa nay Tiến đi kéo sắt liền ngày mai tài chuyển vô là bắt đầu ngày mai ta làm luôn thấy Tiến làm thấy có gọn gàng có theo như anh tiếp xúc với em mấy ngày nay rồi thấy cái cách em làm việc như sao thì gọn gàng đâu đó rõ gàng cái thứ nhất là cái thứ hai đó là như chú Tiến tính như vậy với chú Khang thầu cắt nhà cho tôi đó là tôi tính là tới cúng đám giỗ ba cho má tôi là sẽ có cái nhà rồi rồi gắt tôi hai chồng tôi gắt là mừng rồi sáng giờ hai chồng tôi gắt là mừng rất là vui ha tối nay ngủ ngon ha hôm gài chắc ngủ không ngon đâu tại vì gầu lo đủ thứ chứ mất tiền rồi không có nhà ở nữa rồi tới mà cái ngày giỗ quải của cha mẹ thì cũng không biết cúng kiến đâu nữa
Tưởng đâu là năm nay cho ông bà ở ngoài sân. Tưởng đâu có ở ngoài sân. Ở ngoài sân luôn hả cô? Tưởng đâu chị? Cho ông bà ở ngoài sân luôn, ăn ngoài sân luôn. À. Bây giờ như có chỗ gì cũng mừng. Ừ. Thì trong vòng 3 ngày đến 4 ngày là xong rồi. Đó. Thì mình an tâm rồi ha. Dạ. À. Chung ra là gạch này thì chịu khó mình lau chùi lại. Dạ. Cái này ba cái chày chày này bữa hôm gỡ sắt xuống nè. Dạ. Cái mình kéo nè. Kéo, mình kéo nó chày nè. Gạch ảnh mua gạch này gạch dụng mà em hỏi hả, nói chung ra hả bấy giờ chị đứng sát cho chị. Em hỏi họ bấy giờ thì cái nền nhà, cái nền đất này thì cũng chưa có em bữa hôm là lo chỉ là cái căn nhà với tiền mắc thôi. Dạ. Thì nghe thông tin nói là đất này là không phải đất của anh. Dạ. Của người chị đó là chị thấy khổ đó, là chứ kêu ra đây ở thì chỉ có đem ra chính quyền. Ừ. Cũng xác nhận đâu đó đàng hoàng, cũng để là như vợ chồng tôi gọi là con cái ở hoài thì thôi chứ không được săn bán thôi. Ừ. Cũng như cho anh ở. Dạ. Ở chừng nào cũng được hết. Chừng nào được, tới đời con mình vẫn ở bình thường. Tới đời con đời cháu ở được luôn. Dạ. Nhưng mà bán thì không cho. Dạ. À, cũng được, nói chung là vậy là cũng được rồi. Mới bữa hổm thì thật sự ra mà nói thì em đi qua thì em không nghĩ là đất này là đất của người chị. Dạ. Cho anh ở đỡ. Dạ. Đó. Tưởng nào đất của anh không à. Dạ. Giặc hồi ai ngờ đâu anh không có cục đất để cho chim nữa. Tại vì chị thấy khổ đó, chị mới kêu qua bên đoàn để ở thì làm với chị. Thí dụ như chị làm đất thì cho đất. Ừ. Còn ế thì chỉ cho theo ế. Ờ. Nhiều khi có lúc mưa gió tôi cũng chỉ ế quá tôi cũng không có xin tiền chị luôn. Ừ. Nói chung ra là hai anh chị ở nói chung ra hiền hậu nên cái diện mà xui rủi mình á thì nói chung ra cũng đã xui rủi rồi, nhưng mà đây cái phước, cái phước của anh có được lại đó, nó nhiều hơn đó. Coi như là thường thường ta nói mắc một cái gì đó xui rủi một cái gì đó nó nhẹ mà mình được cái phước lớn lại đó, đó là cái phần cái phước mình có. Nếu mà anh ăn ở mà không hiền lành, à, không tốt thì bảo đảm cho anh là không có cái phước này. Yeah. Cái đó em khẳng định đó. Yeah. Tại vì mình có phước người ta mới giúp mình. Yeah. Còn mình không có phước là không ai giúp đâu đó. Bởi vì nên cái hiền là cái tốt. Yeah. Mà hiền quá thì con không được, hiền quá thì chúng gạt. nên mốt đừng hiền nha. Giá 100 thì hiền 50 thôi. Còn 50 để dành. Chứ đừng hiền quá. Mình nói chung là mình sống trên đời đó. Em nói anh nè, mình đừng làm ác là được đó. Chứ mình đừng có tính hơn thua người khác là được à đó. Mà đừng có ai lợi dụng mình cũng là được vậy mình thôi. Mình cũng có biết ai lợi dụng mình không, nhiều khi người ta lợi dụng mình cũng đâu biết đâu. Trời ơi. Đã hẹn rồi. Dạ. Đã hẹn rồi không biết gì nữa. Trời ơi tôi thua luôn rồi. Trời. Người ta lợi dụng mình cũng không biết luôn. Ta chẳng biết thì coi rồi. Biết thì xong rồi ha. Ừ. Nói chung ra thì tại sao là em muốn giúp anh. Em giúp anh mà có người chửi em nữa đó. Dạ. Em không biết cái anh đó nghĩ sao. À, em quay ở đây đó, không phải là quay chơi, anh thấy không? Dạ. Quay muốn lấy lại cái sự công bằng cho anh. Dạ. Muốn lấy tiền lại. Em giúp anh mà người ta cũng chửi em được. Dạ, nữa. Tại đây chú thấy tôi khổ, chú giúp thì mai mốt chú cũng được phước lại. Ừ. Nói chung ra em là chủ yếu là giúp người đó thôi. Chứ em cũng không có trông mong gì người đó phải trả ơn em mà giúp em gì hết. Dạ. À, em chỉ giúp người ta là trong lòng như hôm nay. Thật sự ra mà nói nha, khi mà sáng mà cái chị đó, em cũng nói cái clip trước á, nói vừa tiếng á, cái tin nhắn ngày qua là cũng có thấy anh Khang thấy nè, thấy không? Nói tự nhiên cái chị nói là đi coi ngày đi, đang động thổ làm mà tiền chưa gửi về. Yeah. Đó, rồi mình cũng có biết chắc ăn không? Không, mà nhưng chị này nói ít mà làm nhiều. Sáng điện ha, nó nói điện cho gặp hai chồng anh, nói không, vợ không có đây, chị nói chuyện có mấy câu cái gì. Dạ có mấy câu ờ à, vậy nói thôi anh tắt máy đi để em chuyển tiền đó. À, nói chung ra là hồi sáng mà nói mà để mà gửi tiền cho em á, để cắt nhà cho nó, thật sự ra trong lòng em là rất vui hơn anh. Dạ. Thật sự luôn rất vui đó. Bởi vì tiếng mới là kêu anh hồi bữa nay tốc hành làm cho trước cái ngày đám giỗ cho xong xuôi cho mình có mình ở, để hai anh chị cứ gầu lo hoài. Dạ. Đó. Em thì làm việc nó lẹ lắm, miễn có tiền là em làm gập gập là trong vòng vài ngày là xong, chứ không có để mà lâu. Đó. Để cho anh vui. Dạ. Thật sự ra là anh nói chỉ nói mấy ngày trước rồi, nhưng mà em không có báo cho anh hay.
là biết có hay không. Nên lỡ rồi cho anh hụt hẳn cái nữa rồi mất công nữa. Dạ. Đó, thôi để giờ nào em thì tính đâu rõ ràng, có tiền là mới báo. Dạ. Đó, có tiền mới làm. Dạ. Còn không có tiền là không làm. Ừ. Thì thôi hôm nay nói chung ra là cũng như là chắc ăn là 100% rồi ha. Dạ. Sắt mình cũng đã mua rồi. Rồi, tiền cũng đã trao rồi. Dạ. Chỉ là ngày mai bắt đầu mình khởi công mình làm thôi. Dạ. Ha. Ừ. Rồi thôi thì Tiến cũng tạm dừng cái video này nha. Cô chú và các anh chị em có xem được thì nhớ ủng hộ giùm cho Tiến nha. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Chào khán giả đi anh chị. À. Còn ông thợ này thì dạ. Ông thợ này thì đeo đuổi mấy ngày nay, bây giờ chắc ăn rồi ha. Rồi rồi. Bây giờ mà chở thuốc nam thì chắc Tiến cũng đi quay đi theo anh Khang đặng mà quay clip cho khán giả xem đi lấy thuốc nam như thế nào. Thì nếu mà cô chú anh em hãy ủng hộ cho Tiến hoặc là anh Khang nha. Đó. Thôi chào khán giả anh Khang. Chào cả nhà.